số 2 để cùng dõi theo cặp đấu của lứa tuổi U7. Đó sẽ là U7 Real Madrid và U7 Atletico Madrid. Đây sẽ là một cuộc chạm trán nơi diễn đầu tiên khi mà hai đội bóng chúng ta gặp nhau ở lượt thi đấu thứ nhất. Vẫn là Chí Thành áp sát đất dành đến từ phía các đội áo trắng. Tình huống 3-1 trong cơ hội này. Cơ hội một không cho Real Madrid. Mà các cầu thủ bên phía Real Madrid họ đã có một vài dâng lên tấn công đầy sắc nét và cũng đã có bàn thắng mang về để giúp trận cầu chúng ta trở nên kịch tính hơn. Nhưng anh vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục thi đấu dành cho Atletico Madrid. Được chuyền vào trong khá tốt, vẫn có những sự bộc lộ phía bên trên. Không được, cơ hội đây rồi, vẫn chưa phải là một pha dứt điểm khi mà khoảng trống và đã bị lấp đi. Lại là một tình huống giải tỏa bóng nữa. Không được rồi. Một pha kiểm soát bóng không tốt của gia phạt trong pha bóng vừa rồi. Khi mà bên phía Atletico Madrid đã có một thùng chuyền bóng lỗi. Cơ hội hai không cho Real Madrid. Rất nhanh. Một quả bóng đặc biệt từ vị trí mà các cầu thủ của U7 Atletico Madrid đã thực hiện một trường hướng trên bóng đi vào trong. Bóng vẫn còn. Chỉ toàn. Cơ hội đến từ vị trí của Minh Khang. Xuất phát từ một thủng bóng đã bật ngược trở ra khi mà một pha tranh chấp ở trong khu vực vòng cấm. Một pha nhả bóng trở về cho Minh Vương. Vẫn là Minh Vương mất bóng khá nguy hiểm. Cơ hội cho Chí Thành. Cơ hội chứ không phải là thủ thành Quốc Bảo. Vì những cầu thủ nhí chúng ta đã mặc chiếc áo bít. Cơ hội lần này thì đến lượt Quỳnh Trần Chí Toàn là người đã lập công. Băng lên rất nhanh đến từ vị trí của Chí Toàn và một pha ra chân dứt điểm, mặc dù đang sướng tên lợi những cái tên gọi. Cơ hội một lần nữa. Cú đập dành cho Chí Toàn. Một bàn thắng rất đẹp và Chí Toàn cũng đã có thể thực hiện được ở khu vực mà anh đã cho tha sẵn. Pha đưa bóng vào trong. Cơ hội đi thôi. Rất tốt. Đó là những tình huống chạm bóng đầu tiên của thủ thành vừa được mở tới một sân. Cơ hội một pha đổi mặt nhưng tiếc thầy vẫn chưa phải là được bóng để mang về bàn thắng thứ 6. Cũng xin cảm ơn rất nhiều những phụ huynh đang theo dõi qua sóng live stream lúc này, cũng đang quan tâm trận cầu giữa U7 Atletico Madrid và U7 Real Madrid chúng ta đang được diễn ra. Cơ hội Hoàng Hà. Cuối cùng thì Hoàng Hà cũng đã mang về bàn thắng cho riêng mình với tỷ số là 6-0, cũng là đủ để khép lại trận cầu giữa U7 Real Madrid và U7 Atletico Madrid. Xin chúc mừng U7 Real Madrid đã chiến thắng trong trận đấu này.